Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi buổi pháp thoại bắt đầu, đạo tràng chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa niệm Phật cầu gia hộ. Thành kính cung thỉnh thượng tọa. Ừ tình cả mau ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Cứ như thường lệ, vào ngày 28 âm lịch hàng tháng, đạo tràng chùa Bửu Liên có tổ chức khóa tu bát quan trai một ngày. Và hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm Quý Mão 2023, Phật lịch 2567. Đạo tràng chúng con rất vinh dự được sự quan lâm của thượng tọa giảng sư. Kính giới thiệu với toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa là thượng tọa Thích Chánh Định, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và để tránh mất thời gian và giờ này, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư bắt đầu buổi pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay ngày 28 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, tức ngày 12 tháng 9, 2023, tại chùa Bửu Liên, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, theo thông lệ hàng tháng có tổ chức khóa tu một ngày thọ trì bát quan trai. Khóa tu lần này Chánh Định vô cùng hoan hỷ, có duyên lành được sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì, chư tôn đức trong ban tổ chức có mặt ở đây để chia sẻ bài giảng đến cho đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu. Lời đầu tiên, cho phép Chánh Định được nói lời vấn an sức khỏe đến Hòa Thượng trụ trì, chư tôn thiền đức tăng, đặc biệt là tất cả toàn thể đạo tràng Phật tử xa gần thân mến, lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày những ngày cuối cùng của mùa Du Lan báo hiếu báo ân phụ mẫu.
Vì vậy quý vị cho phép chánh định chọn cái đề tài chữ hiếu trong đạo Phật chia sẻ đến cho quý vị. Chánh định sẽ trích hai câu Phật ngôn được xuất phát từ kim ngôn của Đức Phật giảng dạy nói về chữ hiếu. Thường thì chúng ta nghe hai câu rất là thông thường, đó là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Thưa với quý vị, nói về hạnh hiếu trên cuộc đời này thì Đức Phật là một tấm gương sáng của cái việc chí tâm chí hiếu đối với cha mẹ. Bằng chứng á, sau khi giác ngộ thành Phật rồi, Đức Phật đã trở về hoàng cung hai lần để độ vua cha. Vào cái hạ thứ bảy, tức là năm mấy Đức Phật đúng 42 tuổi, ngày giác ngộ năm 35 tuổi, vào cái hạ thứ bảy là cộng thêm 7 năm nữa. Lúc ấy Đức Phật 42 tuổi, Ngài đã lên cõi trời đạo lợi an cư một mùa hạ. Mục đích là để độ Phật. Phật gì? Không ai biết hết trơn hả? Phật Mẫu. Trời ơi, thương không? Đó, hôm nay nghe mới biết chứ không có biết đâu. Tức là Hoàng hậu Maya sau khi hạ sanh thái tử, 7 ngày sau băng hà sanh về cõi trời. Cõi trời gì? Cõi trời gì? Sai. Bà sanh về cõi trời Đấu Sức Thiên, mà Đức Phật thì lên cõi trời đạo lợi để độ Phật Mẫu. Thì từ cõi trời Đấu Sức Thiên thì Hoàng hậu Maya phải thăng hành xuống cõi trời đạo lợi. Cái cõi trời Đấu Sức Thiên nó cao hơn cõi trời đạo lợi. Cái cõi trời đầu tiên là cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, gần nhân loại nhất. Kế đến là cõi trời đạo lợi, là cái chỗ mà Đế Thiên Đế Thích ở. Kế đến là cõi trời Đấu Sức Thiên, là nơi mà chư Phật trước khi giáng trần để mà thành Phật ngự trên đó. Cõi trời Đấu Sức, giống như Đức Phật chúng ta từ cung trời Đấu Sức, phải không nè, giáng trần để xuất gia thành đạo hóa độ chúng sinh. Thì Hoàng hậu Mahamaya sau khi thăng hoại mệnh chung băng hà thì sanh về cõi trời Đấu Sức. Đó, ghi vô nhớ như đệ tử Phật mà không biết lịch sử Phật là không được. Đức Phật là vị cha lành ba cõi. Mình xưng là Phật tử nghĩa là Phật con, mà Phật con không biết cha mình, lịch sử của cha mình, thì một điều thiếu sót rất là lớn. Có duyên quý vị sắp xếp nên đi về Ấn Độ một lần để biết cái nơi cha mình ra đời ở đâu, thành đạo ở đâu, chuyển pháp luân ở đâu, rồi niết bàn ở đâu. Bốn cái nơi thánh tích. Ở đây Phật tử nhớ không? Đức Phật ra đời ở đâu? Ở vườn Lâm Tỳ Ni. Tình trạng này giống như hậu Covid quá. Biết nhưng mà không nhớ. Sau thời gian bị Covid rồi, hình như là chúng ta cái gì nó cũng quên hết rồi. Phải không? Có không? Có. Vô thường đó quý vị, quên hết trơn à. Rồi Đức Phật Đức Phật rời khỏi hoàng cung đi xuất gia thành đạo ở đâu? Thành đạo ở đâu? Bồ Đề Đạo Tràng, Tháp Đại Giác ngày nay. Phải đi mới biết chứ lắc đầu cái gì. Có đi chưa? Chưa đi sao không biết? Nghe thì giống như là lỗ tai bên đây nó sang lỗ tai bên kia rồi. Rồi Đức Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là sao? Là thuyết bài pháp đầu tiên độ năm anh em Kiều Trần Như
ở đâu? Im ru luôn. Hay chỗ đó đó. Mình được con cái là hỏi cái gì cũng im ru hết rồi. Nhưng mà đỡ con cái không có cười trừ nha. Ở vườn Lộc Uyển Isipatana, nơi mà Đức Phật cùng với 5 người bạn đồng tu khổ hạnh. Và cuối cùng Đức Phật ngài tịch diệt Niết Bàn ở Kusinaga. Đó, 4 thánh địa mà trong kinh Đức Phật khuyên chúng ta trong đời người tu hành cũng phải nên đến đó một lần. Vì đến đó cái tâm của mình nó phát tâm mạnh lắm quý vị. 4 cái nơi đó mà mình đặt chân đến đó mình thấy là qua cái niềm hoan hỷ, cái lòng phát tâm giống như mình trở về nguồn vậy đó. Mình là người Việt mà gốc Bồ Đề mà, phải trở về cái gốc á. Cái gốc của mình là gốc gì? Gốc me hả? Rồi em nhìn giống gốc me quá à. Gốc Bồ Đề, giác ngộ, phải không nè? Mình là con Phật mà. Nay ta xưng con Phật hoài à. Phải làm giống Phật, chớ xài tội nhiều. Vì người ta nói một câu là con nhà nông thì không giống lông cũng giống giống cánh. Cái này thuộc à, cái này tục ngữ coi. Đúng không nè? Cha nào thì con, thầy nào thì trò, đúng không? Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, đi với thầy thì mặc áo tràng. Đó đang ngồi nè. Nhưng mà đi với chồng thì nhớ mặc áo đầm giùm. Không nè, chứ bây giờ đi với chồng mà mặc áo tràng đi đám cưới với ông là ông chửi chết luôn á. Ông nói bà vô bà thay làm tôi cái áo tràng này ra đi, khi nào mà đi theo thầy á thì mặc áo tràng, đi với chồng thì mặc áo đầm luôn hả, trời ơi. Đó, mình tu theo Phật thì mình phải cố gắng làm sao tập giống Đức Phật là vị cha của mình. Để như vậy để ta nhìn mình ta biết cha mình là ai. Thấy không nè? Thứ nhất là gì? Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều ngoài. Đó. Đệ tử của Đức Phật, con của Phật không bao giờ thân làm ác, khẩu cũng không bao giờ nói ác. Nói ác giống Phật không? Phật có nói ác không? Đó. Mà mình nó có nói ác không? Có. Trời. Thấy chưa? Vậy mà xưng là con Phật không được. Mình là xưng là con Phật thì phải sao? Giống Phật. Bây giờ quý vị muốn biết có giống hay không, mỗi ngày lên bàn thờ á, nhìn vô cái tượng hoặc là cái hình mà Đức Phật mình thờ ở trong nhà, nhìn cái gương mặt của ngài coi gương mặt mình có giống không. Nếu không giống là không phải con của ngài đâu nghe. Rồi mình quán xét hành động của mình. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa, ý không tham ác gian tà. Hiểu cái câu này không? Hiểu sao? Nghe nói hiểu mà hiểu sao? Tham thì mình có tham tại vì mình là chúng sinh, nhưng mà tham ác thì dứt khoát không có. Hiểu cái chữ tham ác không? Tham ác là vì lòng tham mà làm ác. Đúng rồi, đơn giản vậy đó. Có nhiều người vì lòng tham mà họ làm nhiều chuyện ác tạo nghiệp. Còn mình thì dứt khoát, tham thì mình có tham. Bây giờ hỏi giàu thích không? Thích chứ. Đẹp thích không? Thích chứ. Thấy không nè? Trong cuộc sống thì ăn suông mặc sướng đầy đủ các thứ thích không? Nhà cao cửa rộng, xe cộ, vàng bạc châu báu của cải. Đúng rồi đó, ai mà trả lời không thích là người đó xạo. Chắc chắn luôn. Mình cứ trả lời mình thích. Vì sao? Trong cả kinh Đức Phật ngài dạy là hễ mình tham, mình biết mình tham, đó là người có trí tuệ. Sợ nhất mấy cái người mà tham mà không biết mình tham. Mới ghê. Ghê lắm. Giả bộ, giả mù sa mưa, giả điên khiên đồ rồi đó à. Mà khiên đồ Mỹ không mới ghê. Mấy người đó mới sợ. Còn bây giờ mình tham, mình biết mình tham,
Mình sân, mình biết mình sân. Đó, chúng ta đang ở trong giai đoạn này nghe. Chứ đừng có tưởng đâu mình khoác cái áo tràng vô rồi vô chùa lại Phật tụng được vài bài kinh, đi chùa chừng 2-3 năm tưởng đâu là ngon dữ. Chưa, mình còn tham sân si đầy ở trong người. Cho nên bây giờ tham mình biết mình tham, sân mình biết mình sân, si mình biết mình si. Mình vô minh biết mình vô minh. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành người trí. Người ngu tưởng mình trí, kẻ ấy thật thật là ngu, thật là đại ngu. Đại ngu mới được chứ là ngu chưa được. Kẻ ấy đúng là đại ngu. Đại ngu là ngu sao quý vị? À quý vị nói à, chúng tôi đâu dám nói quý vị ngu đâu, ngu một hồi nữa rồi quý vị. Tức là người khác nói mình ngu mình dễ giận lắm, mà mình nói mình ngu là mới được. Đọc theo sư câu này đi để biết mình ngu cỡ nào. Mới tu mình tưởng mình ngon, tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Lần đầu tiên nghe người ta chửi mình ngu mà vỗ tay là biết rồi. Quý vị tu là vậy đó. Mình ra ngoài người ta có sỉ nhục mình, có mắng nhiếc mình, có chửi mình cái này cái nọ, mình vẫn vỗ tay mình cười, đúng không? Cái người tu Phật là phải vậy. Tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Chí lòng gặp rủi thì không động nao lòng trách than, bị chê chẳng có thở than, được vui khen ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào, đều là nhân quả ta đầy tạo thành. Vỗ tay đi. Giữ thân khẩu ý trọn lành, an vui tự tại, đạt thành quả cao. Mình tu thì mình muốn đạt được cái quả cao, đúng không? Mà tối ngày cứ sân si, giận hờn ghen tức, hơn thua bon chen giành giật, muôn đời cũng không có đạt thành quả cao. Mà cái quả tu hành nó quả cao lắm. Phải bớt đi sự hơn thua, giận hờn bon chen bực tức. Tu mà hở một chút nó giận là không được. Có người đi chùa quý vị biết không, để đôi dép vô ngồi nghe pháp xong ra mất đôi dép, trong lòng bừng bừng sân lên rồi. Nhưng mà nhớ lời thầy mới giảng là không được sân, cho nên xỏ đôi dép của người khác mang về luôn. Trời ơi, hay không? Vỗ tay coi. Chứ bây giờ mà mình bực mình sân si chứ cho mệt, thấy đôi dép của cái người kế bên thôi xỏ đôi dép của người ta mang về luôn cho nó khỏi sân si. Vậy đúng không? Không luôn hả? Của anh ta. Tức là vừa tính bực bội tính chửi rồi, nhưng mà nhớ lại thầy mới giảng là cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không có được sân si, cho nên đành phải ngậm ngùi mang đôi dép của người kế bên đi về. Hả? Đi dân không về, đúng rồi đó. Phật ngày xưa đi dân không không mà. Còn mình bây giờ đầu đội trời chân đạp dép da không là sao thành Phật, phải không nè? Đó. Bây giờ quay lại cái đề tài hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị là chữ hiếu trong đạo Phật. À, có một câu Phật ngôn nằm ở trong cái bài kinh Mangala Sutta. Bài kinh này được dịch là kinh hạnh phúc, kinh phúc đức hay là kinh điềm lành. Hiểu ba cái chữ này không? Hạnh phúc đó là cái bài kinh này dạy có 38 pháp, mình tu tập theo mình được hạnh phúc. Kinh phúc đức là gì? Là Đức Phật dạy có 38 pháp này, mình mà tu tập, thực hành, trao dồi, rèn luyện, phát triển thì nó có phúc đức cho mình. Và kinh điềm lành là gì? Là khi mình tu tập thực hành theo 38 pháp trong cái bài kinh này thì chúng ta sẽ có được cái điềm lành. Điềm lành là sao? Là một cái dự báo trước cho mình là sẽ được vui,
vẻ an lạc. Đó, mình nhìn hiện tượng mình đón tùm lum hết nè, nào là chim sa cá lặn, nào là hôm nay ra đường gặp đám ma thì hên, đám cưới thì xui, tào lao, mấy cái đó không có điềm gì hết trơn á. Điềm lành là gì? Là phải hành cái bài kinh này. Ai mà tu tập thực hành cái bài kinh này thì người đó sẽ có điềm lành. Và trong cái bài kinh này Đức Phật dạy có 38 pháp, mà nguyên nhân cái bài kinh này là do một cái vị chư thiên ở trên trời vào canh ba mới xuống chùa Kỳ Viên Tịnh Xá, mới đảnh lễ Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật một câu. Bạch Đức Thế Tôn, trên thế gian này tất cả chúng sinh ai cũng mong cầu sự hạnh phúc và rất sợ sự khổ khổ đau. Bạch Đức Thế Tôn, bằng cách nào để mà chúng con có được hạnh phúc? Đức Phật liền giảng bài kinh này gồm có 38 pháp, được chia thành 10 câu kệ ngôn. Cái người Phật tử chân chánh á, họ đi chùa rồi ít có lâm râm cầu nguyện khấn vái gian sinh lắm, mà họ học cái bài kinh này để họ về họ ứng dụng tu tập thực hành theo bài kinh này thì họ sẽ được hạnh hạnh phúc bình an, họ sẽ có được phúc lành, họ sẽ có được điềm lành, họ sẽ có được an lạc hạnh phúc. Phước báo không phải tự nhiên mà có, cũng không phải trời Phật ban cho. Nghe cho kỹ câu này. Mà phước báo phải do chính chúng ta tạo, tạo lấy. Hiểu chưa? Cho nên là nãy chúng tôi nói mình tu theo Phật là gì? Thân không trộm cắp nè, miệng không nói dối nè, ý không suy nghĩ gian tà nè, chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Đó là cái người con Phật. Mình tạo mấy cái này thì chắc chắn mình sẽ có được hạnh hạnh phúc. Đạo Phật không phải cầu sinh. Mà quý vị đến chùa mà cầu sinh riết, người ta có nhìn vô đó là đạo Phật sao tối ngày cứ cầu sinh không vậy? Mà quý vị biết mình sinh á là thể hiện cái lòng gì? Lòng tham. Mà Phật dạy hãy tham nhiều thì khổ, khổ nhiều. Mà tham ít thì khổ, khổ ít. Mà không tham thì không, không khổ. Mà mình có không tham không? Không. Mình chỉ có hai cái thôi. Một là tham nhiều, hai là tham ít. Thì từ cái tham nhiều tham ít đó mới suy ra là khổ nhiều và khổ, khổ ít. Bây giờ ở đây ai khổ nhiều đâu, giơ tay coi. Không dám giơ nữa không? Sợ nó tham nhiều. Ai khổ ít đâu? Đó, có người rồi. Còn nhiều còn lại là những người tham nhiều. Không trách móc một bất cứ ai, từ cha mẹ, ông bà, thầy tổ, bạn bè, cuộc đời. Người ta khuyên mình đừng bao giờ than trách. Hiểu chưa? Mình là người học Phật rồi, biết đạo rồi, không buồn chuyện trái ngang. Biết đủ rồi, không chi phải dỗ dàng. Mình không biết đạo cho nên mình buồn chuyện trái ngang dữ lắm. Mà hễ mà buồn chuyện trái ngang thì mình là cái người chưa biết đạo. Cái người biết đạo rồi thì mình xét rằng là đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Vỗ tay đi. Trong cái bài kinh Mangala Sutta này, Đức Phật dạy câu Phật ngôn thứ tư. Đức Phật dạy rằng: Ma ta bí tú uppat tha năng bút ta đà rát sa sang ga hồ Anna Kula Chakam Manta E Tam Mang Gala Mut Tamang. Vỗ tay đi. Có hiểu gì không? Đó. Mà cho báo cho quý vị biết cái câu chúng tôi vừa mới đọc đó là tiếng Bali mà thuộc Nam Phạn. Mà trong lịch sử nói cái tiếng này mới là Phật âm. Đức Phật ngày xưa ngày nói cái tiếng này. Nghe cho kỹ nghe. Còn mấy cái mà mình tụng chú tụng đồ là Bắc Phạn. Nó khác à. Phật thì chọn cái Nam Phạn. Vì sao mà Đức Phật chọn Nam Phạn? Khi Đức Phật chuẩn bị chọn cái ngôn ngữ để mà thuyết pháp độ đời, thì lúc bấy giờ nó xuất hiện trên thế gian có hai loại ngôn ngữ. Một là ngôn ngữ Sanskrit, hai là ngôn ngữ Bali. Ngôn ngữ Bali là một cái ngôn ngữ phổ thông, bình dân.
là người có học nghe cũng hiểu, người không học nghe cũng hiểu. Còn ngôn ngữ Sanskrit là ngôn ngữ học đường, ngôn ngữ bác học, ngôn ngữ của các nhà nghiên cứu. Ngôn ngữ này người có học thì biết, người không học nồ biết. Đức Phật suy xét cho nên Ngài mới chọn cái ngôn ngữ bình dân nhất, phổ thông nhất là ngôn ngữ Pali mà chúng tôi vừa mới đọc. Nếu mà nói cho chính, nếu mà nói mà chính xác theo như lịch sử nói, thì cái câu vừa rồi là từ kim ngôn của Đức Phật nói ra. Bây giờ chúng tôi nói lại lần nữa, quý vị xem coi có giống Đức Phật nói ra không nè. Ma ta bi tu up bát tha năng bút ta đà rát sa sang gá hồ a na cu la chắc cầm mạnh ta e tầm măng gá là mút ta măng. Ồ, sư Phật nói vậy đó mà người Ấn Độ người ta hiểu, còn mình đây phải nhờ dịch ra mới hiểu. Đức Phật dịch ra là cái câu này dịch ra là gì? Hiếu thuận bậc sinh thành, nuôi dưỡng vợ và con, sở hành theo lẽ chánh là phúc lành cao thượng. Ngày hôm nay chúng tôi trích cái pháp đầu tiên là gì? Hiếu thuận bậc sinh thành là phúc lành cao thượng. Không có cái sự hạnh phúc nào, an vui nào trên cuộc đời này bằng cái sự hạnh phúc an vui là hiếu thuận với cha mẹ. Một câu kinh khác thuộc kinh Pháp Cú Thammapada, Đức Phật dạy rằng là mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng từ rài vui hơn, vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Ngày hôm nay quý vị nghe pháp, ngoài cái nhiệm vụ chính là nghe pháp, chúng ta còn thêm một cái nhiệm vụ phụ nữa, đó là vỗ tay. Những tiếng vỗ tay của quý vị sẽ làm cho cái buổi giảng được thêm sôi nổi, năng động, không có gọi là thụ động, buồn chán. Những tràng vỗ tay của quý vị là giúp cho giảng sư giảng pháp, pháp nó lên. Quý vị không vỗ tay giảng thời gian pháp nó xuống. Giống như nghệ sĩ vậy. Nghệ sĩ cải lương đó nghe, nó lên một câu giọng cổ cực là cao, nhưng khi mà nó xuống xề rồi, cái tay vỗ tràng vỗ tay thật là lớn để kéo nghệ sĩ lên lại. Còn giảng sư khi mà xuống giọng, quý vị cũng ráng vỗ tay cho giảng sư lấy giọng lại. Đồng ý không nè? Đồng ý thì bây giờ phải thực tập. Thực tập mới làm cái gì mà có thực tập thì việc làm của mình nó sẽ có kết quả. Bây giờ chúng tôi làm bộ đóng vai nghệ sĩ cái lên câu giọng cổ, vừa xuống xe là quý vị vỗ tay. Mình thực tập nghe. Để chi vậy? Trong cái bài giảng hôm nay quý vị vỗ tay rất là nhiều lần. Vì vỗ tay mà không đúng lúc, không hợp thời, thì cái tiếng vỗ tay đó chẳng những không có phát huy tác dụng mà lại có tác hại nữa. Người ta vừa cất giọng cổ lên, cầm giọng cao, cái mình vỗ tay ta lên trời luôn, rồi sao ta xuống? Khi nào người ta xuống xề mình mới vỗ tay, mình kéo người ta lại. Giống như người ta sắp té xuống ruộng thì mình mới giơ tay mình kéo người ta lại. Hiểu chưa? Đó, bây giờ thực tập nha. Thực tập rồi phải làm cho đúng. Cái này là thực tập thôi chứ không phải là thuyết pháp. Ai nức nở quỳ trên chánh điện, khi chuông chùa đã điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, nguyên nhân gì nàng muốn đi tu? Vui kinh kể mà quen mùi khổ hạnh. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả? Bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay vẫn vướng nợ trần,
Người đi tu vì chán mùi chung định hay vì cảm thấy cuộc đời là hô thầm nghìn sâu, hay vì một chút giận hờn ghen tức khổ đau mà tính nữ định mượn cửa thiền môn để chôn lấp mạch sầu đau và phôi pha nỗi niềm đau khổ. Nghe đã lâu tay không? Cái này cũng cỡ Minh Cảnh à. Vừa rồi nghệ sĩ Minh Cảnh 90 tuổi rồi còn hát cải lương nó ngọt như là như mía lùi đấy. À, cái này là thực tập nghe. Còn cái mà chúng tôi muốn quý vị phát huy đó là những lúc chúng tôi xuống giọng, khi mà chúng ta đọc những cái câu kinh câu thơ mà xuống giọng thì quý vị tức khắc liền vỗ tay. Bây giờ ứng dụng: mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng từ rài vui hơn, vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Đã làm người xin đừng quên chữ hiếu, phận làm con phải thấu hiểu điều này, dẫu cuộc đời có muôn vàng đắng cay cũng phải nhớ công ơn này mãi. Ơn sinh thành phải nói liền một dạy, thì ta phải khắc ghi ở trên đời ta cũng chẳng lạ gì, đạo hiếu thảo phải có đi có lại. Cầu mong đời nếu có ai lỡ dạy, hãy quay về làm lại với mẹ cha, bởi đạo hiếu tâm tánh phải thật thà, lòng thành khẩn tận tâm mà báo hiếu. Lỡ hứa chúng tôi rồi, xuống giọng là vỗ tay. Quý vị vỗ tới mỗi tay luôn chưa hết nữa. Phải hả? Đó, con này nói hay phải. Bây giờ quay lại, chữ hiếu trong đạo Phật là gì? Chúng tôi muốn thêm cái chữ đạo Phật. Mục đích là chúng tôi muốn quý vị phải biết Đức Phật giảng về chữ hiếu như thế nào. Một đoạn kinh khác Đức Phật dạy rằng là: lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là phạm thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Mà chúng tôi thì muốn quý vị hôm nay cũng phải học thuộc cái câu Phật ngôn này. Chịu không nè? Chịu thì bắt đầu học. Chữ hiếu trong đạo Phật mà. Có nhiều người họ cũng có hiếu với cha mẹ lắm, nhất là tháng 7. Mỗi lần tháng 7 về là bắt đầu tất cả những người con mà yêu thương cha mẹ thể hiện cái tình cảm của mình, viết rất là nhiều câu trên các trang mạng xã hội, nào là Facebook, Zalo, TikTok, vân vân, viết thấy thương lắm. Nào là: mẹ là người con thương nhất, mẹ ơi, mẹ là người đẹp nhất trong trái tim con, mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi, con hãnh diện là con của mẹ. Sư Chánh Định nghe xong vô comment liền. Biết comment sao không? Mẹ già không có trên phay, xin đừng trả hiếu ở đây làm gì. Trời ơi, có hiếu cha mẹ thì chạy về thăm cha mẹ, không có đâu có lên mạng viết cho đã tay đã chân vậy đó. Cái này cũng thuộc dạng là xa quê hương nhớ mẹ hiền đó, mà nhớ đi nhớ lại nhớ tiền nhiều hơn. Vỗ tay đi. Rồi chúng ta bắt đầu chương trình là chữ hiếu trong đạo Phật. Đọc theo nghe: lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là phạm thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là đáng cúng dường cao cả. Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất,
là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Thuộc chưa? Sao nghe một cái trạng thái im lặng không thể nào yên lặng hơn vậy? Chưa thuộc, đọc thêm. Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Chưa thuộc thì ngồi đó mà nhẩm nhẩm cho tới cuối bài pháp trả bài, chịu không? Thưa với quý vị, hôm nay chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều cái câu này cho quý vị thuộc. Dựa vào cái câu kinh vừa rồi Đức Phật dạy, chúng ta rút ra Đức Phật đã ban cho cha mẹ ba cái đặc ân cao quý nhất. Đặc ân thứ nhất Đức Phật ban cho cha mẹ là gì? Cha mẹ là vị trời Phạm Thiên. Đặc ân thứ hai Đức Phật ban cha mẹ là gì? Cha mẹ là vị tiên sư ban đầu. Đặc ân thứ ba Đức Phật ban cha mẹ là gì? Cha mẹ là bậc đáng cúng dường. Nguyên một cái bài kinh vừa chúng ta đọc bốn câu, nhưng mà rút ra được ba cái đặc. Đặc gì? Đặc ân Đức Phật ban cho cha mẹ. Cái nội dung chính mà chúng ta đọc cái câu kinh vừa rồi thì Đức Phật ban cho cha mẹ ba cái đặc ân. Đặc ân thứ nhất là gì? Cha mẹ là vị trời Phạm Thiên. Thứ hai là cha mẹ là vị tiên sư ban đầu. Thứ ba là cha mẹ là bậc đáng cúng dường. Thế nào là cha mẹ vị trời Phạm Thiên? Thưa với quý vị, Đức Phật ra đời ở nước nào nè? Nước nào? Ấn Độ. Hay quá, lâu lâu trúng được cái. Có nhiều người nói Đức Phật ra đời ở Việt Nam luôn là xong luôn á. Đức Phật ra đời Ấn Độ thì Đức Phật thuyết pháp cho người dân nào nghe? Ấn Độ nghe. Phật ra đời là Đức Phật thuyết pháp cho người Việt Nam nghe? Ngài thuyết pháp cho người Ấn Độ nghe. Mà người Ấn Độ trước khi Đức Phật ra đời thì họ có cái tôn giáo gọi là Bà La Môn giáo. Mà Bà La Môn giáo thì họ thờ cái vị trời Phạm Thiên là một cái vị thần tối cao nhất. Ghê chưa? Đức Phật mới mượn cái hình ảnh của một cái vị thần tối cao nhất, họ tín ngưỡng nhất, tôn trọng nhất, quý kính nhất, Đức Phật mới ban cho cha mẹ. Có nhiều người thắc mắc là tại sao Đức Phật lại mượn cái hình ảnh đó. Nó có lý do. Vì muốn trở thành một cái vị trời Phạm Thiên thì cái con đường tu tập thực hành phải hành bốn cái pháp, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Người nào mà tu tập thực hành bốn cái pháp này trở nên viên mãn trọn vẹn, sau khi thân hoại mệnh chung thì người đó sẽ được sanh về cộng trú với Phạm Thiên. Mà cha mẹ thì lại có bốn cái đức tính này đối với con của mình. Nó lạ như vậy. Quý vị xét đi. Đức Phật Ngài cũng ngâm cứu kỹ lắm, chứ không phải là muốn nói là nói. Là cha mẹ lúc nào cũng có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả với con của mình. Chính vì vậy Đức Phật mới lấy cái hình ảnh cha mẹ, Ngài mới ban cho đặc ân thứ nhất là cha mẹ là vị trời Phạm Thiên. Người Ấn Độ khi họ nghe như vậy thì họ biết cha mẹ ở cái bậc nào trong cái tấm lòng của họ rồi. Người Việt mình thì khi nghe vị trời Phạm Thiên thì nói xin lỗi quý vị, nhìn ngó ngơ ngác không hiểu gì hết. Nhưng mà người Việt chúng ta cũng mượn hai cái hình ảnh cao quý nhất để ban cho cha mẹ. Đó là gì? Có hai Phật sống trong nhà, sớm hôm lễ niệm đâu cần đi xa. Cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm.
Vỗ tay lớn hơn nữa đi. Tức là người Việt chúng ta cũng mượn hai cái hình ảnh cao quý nhất trong đạo Phật, phải không nè? Ba cái cha mẹ. Cha mẹ tại tiền như Phật tổ tại thế, ghê chưa? Y chang như Đức Phật, ba con cha mẹ gì trời phạm thiên. Mà mình người Việt mình nghe cha mẹ tại tiền như Phật tổ tại thế là biết câu này không? Là cha mẹ còn sống á, như là Phật tổ còn sống rồi đó. Ghê như vậy đó. Mình đến chùa mình gặp Đức Phật Thích Ca mình có lại không? Gặp Phật Bảo Quang có lại không? Về nhà gặp cha mẹ có lại không? Không, trời ơi, trả lời ngon lành. Có hiếu dữ à. Thấy cái sai của mình chưa? Mình vào chùa thì mình gặp Phật Thích Ca mình lại, gặp Phật Bà Quan Âm mình lại, mà về nhà gặp cha mẹ thì sao? Không lại. Cho nên mới có câu là con người nhiều lúc lạ kỳ, còn cha còn mẹ sống thì vô tâm, mất đi kèn trống ầm ầm, xôi gà hoa quả từng mâm bàn thờ. Khi còn đối xử thờ ơ, mất đi đốt tả, đốt cả ngàn tờ đô la. Vỗ tay đi. Vỗ tay có thấy cái lạ kỳ của mình. Khi còn cãi mẹ cãi cha, mất đi than khóc suốt 3 ngày trời. Đó. Rõ ràng lắm. Đi nghe đám ma nghe con nó khóc, trời nó khóc thấy thương luôn. Hoàng 3 ngày là khóc 3 ngày luôn. Nhắc tới là khóc, nhắc tới là khóc. Mà khi còn thì sao? Cãi mẹ cãi cha dữ lắm. Mất đi thì sống, than khóc suốt 3 ngày trời. Lạ kỳ. Khi còn chẳng chịu nghe lời, mất đi than khổ vì đời mồ côi. Khi còn cãi mẹ tay đôi, mất đi mới biết muộn rồi bạn ơi. Ai còn cha mẹ trên đời, làm ơn thương mẹ nghe lời của cha. Cái này người ta khuyên hay à. Đối với cha mẹ không cần mình trả hiếu gì cho lớn lao lắm, chỉ bằng thương cha thương mẹ mà nghe lời của cha đủ rồi. Cho nên mới có một câu là cung kính bất như phụng mệnh. Hiểu câu này không? Cung kính là gì? Là kính cha kính mẹ. Bất như là không bằng, bất là không, như là bằng. Không bằng gì? Phụng mệnh. Phụng mệnh là gì? Phụng mệnh là gì? Vâng lời, đúng rồi. Đúng không? Phụng mệnh là vâng lời. À, mai mốt mà cha mẹ dạy cái gì, nói cái gì, dứt khoát không cãi. Ngu sao cãi? Cãi cha cãi mẹ đâu có lợi lớn gì đâu, phải không nè? Mình cung tay lên xin tuân lệnh, phụng mệnh, phải không nè? Còn nói theo Việt Nam thì dạ xin dân đó, nhẹ nhàng, phải không nè? Còn nói theo cái gọi là cung đình chút xíu á, giống như vua phán xuống cái mình là sao? Xin tuân lệnh, đó là dân lời, phải không nè? Nói theo Phật pháp thì y giáo phụng đó. Cứ thực tập đi, cha mẹ vui hết cỡ luôn. Mà quý vị thử nghĩ mình làm cho ông Phật ở trong nhà ông vui, có phước hay có tội? Còn làm ông Phật ở trong nhà buồn, có tội hay có phước? Đó, mình tạo tội hay tạo phước? Tạo phước hả? Có tuân lệnh không? Cái này nghi lắm. Cái này là phải hỏi cha hỏi mẹ mới biết. Coi coi mình có vâng lời hay không. Muốn biết mình có tu hay không thì hỏi cái người mà trực tiếp sống gần mình. Thí dụ đạo Phật chúng ta có hai cái pháp. Thứ nhất là từ bi, thứ hai là gì? Trí tuệ. Trời hy xả luôn. Đang nói bốn cái pháp của Phạm Thiên. Đạo Phật chúng ta là có hai cái pháp mà chúng ta cần phải thể hiện để biết mình tu theo đạo Phật, là từ bi và trí tuệ. Từ bi là gì? Từ bi có nghĩa là giảm bớt phiền não cho người khác là từ bi. Mà muốn biết mình có giảm bớt phiền não cho người khác hay không thì
Thì làm ơn tối nay về hỏi những cái người ở chung với gia đình mình, cụ thể là cha mẹ hay là vợ chồng. Hỏi mẹ ơi, con có mang muộn phiền này cho mẹ không? Bà nói trời ơi, từ khi đẻ mày ra tới giờ tao mệt mà tao muộn phiền dữ lắm. Vậy mình có từ bi không? Hay không? Nói không nè. Nếu mà muốn chắc ăn nữa hỏi ông chồng mình á, chồng anh ơi, em đi chùa lâu nay có từ bi với anh không? Có mang muộn phiền cho anh không? Có mang khổ đau cho anh không? Ông nói không là mình có từ bi, mà ông say dết là mình không có miếng từ bi nữa. Ông quay qua ông trả lời sao biết không? Ông nói không biết có từ bi không, mà nghe người ta nói câu này nè: không lấy vợ thì sợ về già nó khổ, lấy vợ rồi thì khổ từ lúc lấy cho tới già luôn. Mình có từ bi không vậy? Cho nên là người ta có câu bây giờ là con cái phải mang tiền về cho cha mẹ, đừng có mang muộn phiền về cho cha mẹ. Mà mình xét con là mang muộn phiền cho mẹ không? Ta dạy quý vị biết không? Muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền. Đó, mang tiền gì cho cha mẹ, đừng mang muộn phiền. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Còn mình con cái gì đâu mang muộn phiền không? Mang muộn phiền là sao? Cứ thấy mỗi lần mà con nó nhắn tin hay gọi điện về là biết chuẩn bị tiền rồi đó. Nó biết nó ăn, nó học, nó xài cái gì mà cứ chung quanh cái đó là cái xa quê hương, nhớ mẹ hiền mà nhớ đi nhớ lại nhớ tiền nhiều hơn không? Nhớ cha mẹ toàn nhớ chữ tiền không? Vì vậy làm con thì nhớ về mấy câu là gì? Thương cha thương mẹ mà nghe lời của cha. Cái câu cuối cùng đó ta nói là ai còn cha mẹ trên đời, làm ơn thương mẹ nghe lời của cha. Vì sao vậy? Vì công ơn của cha mẹ như trời, như biển vậy đó. Mình có tích cực đáp đền thì cả cái đời này mình đáp đền cũng không nổi nữa. Thí dụ ta nói là dù con đếm được cát sông nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Ghê chưa? Mình có ra cái dòng sông Cần Thơ này mà đếm hết cái cát sông đi nữa, mình cũng không đếm được cái tấm lòng mẹ yêu mình. Làm sao mình đếm nổi cát sông đây? Dù con đo được sớm chiều nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Đó, vỗ tay cho đã đi. Dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Vỗ tay. Tại sao chúng tôi nói cái tâm của người mẹ nó ghê lắm? Hãy con của mình sống ở đâu, học hành ở đâu, làm việc ở đâu là cái tâm của người mẹ ở đó. Thí dụ con mà đi qua Singapore học là tâm của mẹ ở Singapore. Con cái mà đi qua hợp tác lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan là tâm của mẹ ở Đài Loan. Ghê vậy nè. Tức là dù con đi hết trăm miền trên cái cuộc đời này thì tâm của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Hiểu câu này không? Mình có thể cản được những cơn sóng nhưng mà không thể nào ngăn được cái tình thương của người mẹ dành cho mình. Không tin chúng tôi tối nay về thử đi biết. Ai còn cha còn mẹ tối nay về cái nũng nịu cái mẹ nói: mẹ thôi từ nay về sau mẹ đừng có thương con nữa được không? Theo quý vị mình nói vậy được không? Được không? Không. Tao mà không thương mày được là tao không thương lâu rồi. Không được. Nó khổ vậy đó. Không biết từ đâu á, nhìn cái mặt mày tao ghét muốn chết vậy đó. Nhưng mà sao nó có thương hoài. Dù còn đến tận trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Tức là cái con đường đi của tâm của người mẹ mình không có đến được, không có giới tới được. Nó cao quý, cao siêu vô cùng. Mình không có đo được, không đếm được, không tính được. Nó mênh mông lắm. Câu này nữa mới hay nè.
dù con bất hiếu một khi, nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Mình làm cho cha mẹ đau khổ rất nhiều, có lỗi cha mẹ rất nhiều, bất hiếu cha mẹ rất nhiều, nhưng mà cha mẹ lúc nào cũng thầm thì bên con. Mình chơi với đứa bạn mình thử đi biết, có lỗi nó một lần đi, thử mượn tiền không trả coi, nó môi đầu mình ra luôn. Mà nó đòi không được là nó thù mình đời đời kiếp kiếp luôn. Còn cha mẹ không có. Cha mẹ chỉ biết cho chứ không biết đòi. Mà con cái chỉ biết vòi mà không biết trả. Bây giờ mình thử đi, kể cả bạn bè chơi thân thiết đó, thử mượn nó vài trăm triệu đi, không trả thì biết. Cha mẹ chỉ biết cho chứ không có biết đòi. Vì vậy, dù con bất hiếu một khi, nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Dù cho con đã lớn khôn, nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Hiểu cái câu mà con vẫn lớn khôn mà tình mẹ vẫn vuông tròn sao? Tức là con bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ. Chúng tôi đã từng thấy một bà cụ 80 tuổi mà thương đứa con gái của mình 60 tuổi. Trời ơi. Dạ như vậy đó. Mà mẹ vẫn thương. Con bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ? 30 tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ mà, đưa cho con từng trái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc tự trong lòng. Những người con nào 30 tuổi về thăm mẹ đi biết, mẹ vẫn coi mình còn nhỏ. Nó lạ vậy. Nhưng mà mấy cái tình khác đó khác à. Mấy cái tình khác á, thí dụ tình bạn bè, tình thầy trò, tình yêu nam nữ, thậm chí tình vợ chồng. Quý vị biết không? Hãy mà càng lâu á thì nó càng xuống giá. Nhất là tình yêu nam nữ, tình vợ chồng. Tại vì ông đến với mình là ông đến bằng cái gì? Ông đến bằng sắc tướng. Ông đến bằng sắc màu và đường cong. Khi mà sắc màu nó không còn nữa, đường cong nó mất tiêu rồi là hết thương. Cho nên mấy cô có thấy không? Tại sao mấy ông cái tối ngày những thứ không thuộc về ta mà lòng lại muốn, đó là không nên. Tại lúc ông đến với mình, ông đến bằng sắc màu, bằng đường cong. Cha mẹ không có. Cha mẹ đến bằng một cái tình cảm thật sự. Cái tình này nó có trong ta từ thở tượng hình. Đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Âu ơi, con ngủ đi con á. Trời ơi, nó ngọt ngào lắm. Mà quý vị biết không, khi cha mẹ biết mình có mang á nghe, lúc bấy giờ mình chỉ là một giọt máu nhỏ xíu bằng đầu ngón tay thôi là cha mẹ đã thương rồi. Hình hài dốc dáng chưa có, đẹp xấu chưa có, mà cha mẹ đã thương rồi. Và tình thương của cha mẹ nó ngược hoàn toàn với tình thương của những người khác. Vì vậy chúng tôi mới nói rằng chỉ có cha mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn ở ngoài kia người ta thương con có điều kiện. Có điều kiện là sao? Một là phải sao? Phải đẹp người ta mới thương. Xấu quắc ai thương? Thấm thía chưa? Nếu mà không đẹp thì phải sao? Phải giàu, nhiều tiền của người ta mới thương. Nghèo ai thèm thương? Có điều kiện lắm. Còn cha mẹ thì ngược lại nghe. Cái đứa con nào mà nó xấu nhất trong những đứa con thì cha mẹ lại thương nó nhiều hơn. Cái đứa con nào mà nó nghèo nhất trong những đứa con thì cha mẹ lại thương nó nhiều, nhiều hơn. Đúng, vỗ tay đi. Còn bước ra ngoài đi, vừa xấu mà vừa nghèo nữa, kiếm người thương đi, biết. Không có phải không? Lắc đầu lia lịa kìa. Mà những cái tình thương mà có điều kiện đó nghe, khi điều kiện nó không còn nữa thì còn thương không? Chúng tôi báo cho quý vị biết nghe, tất cả các thứ trên thế gian này, cái gì cổ cũng có giá, nhưng mà người cổ thì xuống giá. Vỗ tay đi. Người cổ mất giá dữ lắm, nhưng mà đồ cổ thì lên giá. Mình còn thua món đồ đó, đừng có tưởng đâu ngon. Trời ơi, thấy anh thương mình quá, tưởng cho mình cũng vàng ngọc vậy đây à. Cành vàng lá ngọc à. Dòm qua dòm lại thấy xương xa học lụ chứ ở đâu cành vàng lá ngọc. Cho nên nói về
Tâm từ của người mẹ là cái sự mát mẻ, bình an mang đến cho người con. Chỉ có người con mới thừa hưởng được cái sự mát mẻ, bình an từ người cha, người mẹ. Cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả một đời mênh mông quá, nặng nghĩa tình cha tựa núi non. Mẹ ơi, mẹ là cả một trời thương, mẹ ơi, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Mẹ là ánh sáng yêu thương, mẹ là ngọn đuốc soi đường con đi. Mẹ là một vầng trăng thơ xóa tàn bóng tối mịt mờ đêm khuya. Cho nên cái hình ảnh của cái sự yêu thương, của sự tận tụy hy sinh tiêu biểu nhất, chỉ có người con mới thừa hưởng được của người cha người mẹ mà thôi, người khác không có cửa. Thứ hai là gì? Tâm bi. Bi là gì quý vị? Là sự đau xót khi thấy chúng sanh khác khổ đau. Mà trên cuộc đời này không có cái đau xót khổ đau nào bằng của người mẹ khi thấy con mình đau, đau khổ. Nuôi con buông tảo bắn tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Mỗi khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Nhọc nhằn vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Bây giờ mới vỗ tay. Nó hay quá quý vị, vỗ tay sớm lắm. Nó phải hết cái bài thơ nó mới trọn vẹn. Hỏi sao vỗ tay sớm vậy? Nó trời hay quá vỗ tay sớm. Con ho thì lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ nóng như bình nước sôi. Đánh con đau thì lòng mẹ thêm đau, chứ không có bớt miếng nào đấy. Thật sự là như vậy. Cho nên cái lòng bi là vậy. Lòng hỷ là gì quý vị? Lòng hỷ của người mẹ là gì? Là sự vui mừng, là trạng thái tâm tùy hỷ, vui theo khi thấy người khác thành đạt. Chúng tôi thí dụ, mình sanh ra đứa con mà hàng xóm qua thăm á, khen con mình đẹp, thì theo quý vị người cha người mẹ vui hay là buồn hay là ganh tị? Trời ơi, sao mà chị sanh ra đứa con nó đẹp quá vậy? Con của chị nó đẹp quá trời đẹp luôn, thậm chí đẹp hơn chị nữa. Người mẹ mừng hay là ganh tị? Mừng lắm. Khi con lớn, đi học, cuối năm mang bằng khen về, mình có ganh tị với con không? Mừng hay là ganh tị? Mừng. Trên đời này, xin lỗi quý vị, không có người cha, người mẹ nào mà lại đi ganh tị với con của mình. Nhất là ganh tị về sắc đẹp. Còn ở ngoài đó nghe, nó gặp mình lâu lâu, nói: ủa lúc này sao thấy chị đẹp quá vậy? Làm ơn đừng có tin đi. Chót lưỡi đầu môi, những lời khách sáo, gặp nhau chào nói vậy thôi. Nhiều khi miệng nó mời mà bụng nó giái trời, đừng có ăn đó. Bằng chứng là sao? Cái cô kia có nói với chúng tôi là: sư ơi, con không buồn, con không buồn vì con xấu, mà con buồn vì con nhỏ bạn con nó đẹp. Con không buồn vì nhà con nghèo, mà con buồn vì nhà kế bên nó giàu. Khổ vậy đó. Còn cha mẹ không có. Hãy con đẹp bao nhiêu thì cha mẹ mừng bấy nhiêu, học giỏi bao nhiêu thì cha mẹ mừng và không có tiếc công của mình luôn. Cực khổ cỡ nào mà thấy con học giỏi là mừng. Lớn lên con làm ăn thành đạt đó, nói về cha mẹ động lòng trời trời mưa đó, mưa lớn. Lớn lên con làm ăn thành đạt, có của cải gia sản, theo quý vị cha mẹ mừng hay là cha mẹ ganh tị với con? Mừng lắm, đi khoe tùm lum hết rồi. Con tôi làm ăn thành đạt, giàu có. Còn người khác á, nghe thấy mình giàu lên họ không có vui đâu. Không bao giờ vui, chỉ có cha mẹ vui mừng khi thấy con mình thành đạt. Rồi cuối cùng cha mẹ mới nói một câu mà mình nghe tận đáy lòng luôn là gì? Con hơn cha nhà có phúc. Đó. Bây giờ trời mưa quá, hát một bài trời mưa cho nó vui thôi. Nói không gì đâu, nghe gì đâu. Dưới nghe không? Tặng quý vị bài hát Con đường
đi tu đây, được viết theo bài nhạc Con Đường Xưa Em Đi. Con đường đi tu đây, dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan. Đến chùa tâm an vui, pháp kinh cùng tiếng chuông, mặt nhìn như đó sen. Con đường xưa gian nan, nhiều đau khổ nhọc nhằn, dạ tràng xe biển đông, nẻo đào nay ta đi. Sáng trong hạnh phúc thay, vào chùa không muốn ra. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không não phiền. Tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên. Ở trong mình chăng xa, tuyệt trần ôi thiết tha. Hát dở mà vỗ tay lớn quá là tao mắc cỡ lắm á. Hát hay không? Hay vỗ tay cái nữa đi. Như vậy là cái lòng hỷ của người cha người mẹ lúc nào cũng vui mừng khi sanh con ra được người ta khen đẹp, lớn lên con học giỏi, ra đời làm ăn thành đạt, thì người cha người mẹ rất là vui mừng. Để rồi nói một câu rằng: con hơn cha nhà có phúc. Thấy thương ghê không? Còn mày hơn tao nhìn thấy ghét. Đó là bạn bè mà thấy mình mà hơn đó coi, tôi ghét dữ lắm á, làm bộ nó khen vậy thôi chứ trong lòng nó không ưa đâu, ganh tị. Mà biết quý vị biết hồi nãy chúng tôi nói là gì? Từ bi là giảm bớt phiền não cho người khác. Người cha người mẹ lúc nào cũng mong cho mình được an vui, được mạnh khỏe, được sống yên lành. Cho dù mình có hơn cha hơn mẹ, cha mẹ dặn dồi. Còn mình á, đối xử lại cha mẹ làm sao? Muộn phiền đau khổ không? Cho nên người ta mới nói nước mắt chảy xuôi chứ đâu có chảy ngược đâu. Cha mẹ thì thương con vô bờ bến, còn con thương cha mẹ đau khổ triền miên luôn. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lay lát vậy đó, con nuôi cha mẹ thì sao? Kêu đưa tiền tháng mỗi ngày. Trời ơi, nuôi cha cho mẹ bắt mẹ trả tiền tháng vậy đó, chứ có tính tháng tính ngày chi cho mệt. Rồi nhiều đứa con vui lắm quý vị, khi cha mẹ về già cái thôi cha mẹ dở với con đi, để con lo cha mẹ, cuối cùng biết sao, về giữ con cho nó. Trời ơi, nó khôn dữ lắm chứ nữa. Tính toán dữ lắm. Còn cha mẹ này không bao giờ biết tính toán với con. Rồi cái tâm xã là gì quý vị? Tâm xã là sao? Xã là gì? Là sự xả bỏ mọi lỗi lầm của người con. Tội lỗi của con cho dù có lớn cỡ nào, nhưng mà cha mẹ cũng sẵn sàng tha thứ. Cuộc đời của cha mẹ là vậy đó quý vị. Cuộc đời mẹ dành cho con, hy sinh tuổi xuân chẳng tiếc. Quanh năm mồ hôi ướt áo nuôi con,
Mẹ giờ không đẹp như xưa, lưng cong mặt đàn dần mờ, nuôi con chẳng bao giờ mơ trả ơn. Đời mẹ qua nhiều chua cay, hôm nay lớn con mới biết, nuôi con mẹ đâu có tiếc chi đâu. Một mẹ nuôi được bao con, chăm lo đến khi trưởng thành, mong con giống như người ta, mẹ vui. Con sẽ khắc công ơn vào tim, sẽ cố gắng không để mẹ buồn. Dù con có đói làm ăn khốn khó, con cũng gắng chăm khi mẹ già, và con biết ai về già cũng khó tính. Mẹ nghèo vất vả nuôi con, miệng ngon vẫn còn thứ nhất, con hư dù sai hay đúng cũng bao dung. Tình mẹ như biển sóng sâu, xin ai hãy thương mẹ nhiều, xem ta ở đâu mà ra người ơi. Hát không có hơi mà cũng vỗ tay nữa hả? Cũng đứt hơi luôn vậy. Cái bài này sao nó cao dữ vậy không biết nữa. Muốn gào muốn thét luôn mới hát được. Như vậy thì chúng ta thấy nè, bao nhiêu cái lỗi lầm cho dù có lớn cỡ nào thì cha mẹ cũng sẵn sàng tha thứ cho mình. Còn bạn bè thử mình có lỗi nó một cái đi, trời ơi, nó giận mình tới giao thừa chưa hết giận nữa. Còn cha mẹ không có đâu, không có giận, lúc nào cũng thương con. Vì vậy đối với cha mẹ, Đức Phật dạy là chúng ta phải là người nên biết ơn, rồi phải biết tìm cách trả ơn. Đó mới là người con có hiếu. Đạo làm con phải thấu hiểu điều này. Dẫu cuộc đời có muôn vàn đắng cay cũng phải nhớ công ơn này mãi mãi. Ơn sinh thành phải nói liền một giải, nghĩa dưỡng dục thì ta phải khắc ghi. Ở trên đời ta cũng chẳng lạ gì, đạo hiếu thảo phải có đi có lại. Hiểu câu này không? Hiểu cái câu mà đạo hiếu thảo phải có đi có lại không? Đơn giản là nếu mình hiếu kính với mẹ cha thì con sẽ hiếu với ta khác gì. Có đi có lại là vậy. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Đơn giản là hiếu thuận thì sanh ra con hiếu thuận. Ngỗ nghịch nào có khác chi, xem thử trước thì mưa xối nước kìa, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Mình bất hiếu với cha mẹ, không chăm lo cha mẹ khi cha mẹ về già, rồi mình mong mình về già cho con cái nó chăm lo cho mình được không? Không có. Có cái ông này khi cha mẹ ông về già, ông không có chăm lo, ông bỏ cha mẹ vô cái đòn gánh á. Ông gánh cha mẹ vô cái trại dưỡng lão ông gửi. Khi ông về nhà, cái đứa con trai ông lấy cặp đòn gánh nó đi cất. Ông mới ngạc nhiên hỏi con cất làm chi vậy? Nó trả lời sao biết không? Để mốt cha già con gánh cho vô đó. Có đi có lại mà. Cái đạo hiếu thảo đó vậy đó. Mình mà có hiếu với cha mẹ thì sau này con cái nó có hiếu với mình à. Đừng có tưởng đâu mình bất hiếu với cha mẹ ngon nha. Mốt là con cái mình lớn lên nó sống y chang vậy á. Mình đối xử với ông bà sao mốt cha mẹ đó, con nó lớn lên đối xử với mình y chang vậy đó. Ở đó mà mong nó có hiếu với mình. Cho nên đối với cha mẹ khi còn sống phải phụng dưỡng tôn thờ, chết thì tưởng niệm vọng bái. Đó mới là đạo hiếu của người làm con. Cha mẹ ngày già yếu, cho con trẻ khôn thêm, thế mà ta lại quên
để cha mẹ buồn tuổi. Vỗ tay hết nổi rồi hả? Ta xuống giọng tới muốn xuống ruộng luôn rồi đó mà không chưa. Một mai người khuất núi, thương tiếc cũng như không, chữ hiếu chưa làm xong, đừng nói điều nhân nghĩa. Hiểu câu này không? Tối ngày mở miệng ra nói nhân nói nghĩa không à? Mà về nhà bất hiếu cha mẹ rồi nói nhân nói nghĩa chi vậy? Người ta nó có câu nói rằng là gì phải không? Tâm chưa thiện, phong thủy vô ích, bất hiếu với cha mẹ, thờ cúng vô ích. Mấy người mà ở nhà là bàn thờ đó, đốt nhang cho cố vô đi, mà bất hiếu với cha mẹ thờ cúng đâu nghĩa lý gì. Phật ở trong nhà mà coi không ra gì hết trơn, thờ cúng cái gì? Phải không nè? Rồi tâm mình thì ác muốn chết thì đó, mà tối ngày cái đi mời thầy phong thủy về coi có kết quả không? Coi hết tiền luôn cũng có kết quả nữa. Bởi vì tâm mình thiện thì nó mới có quả lành ra. Người ta nói câu là tiên tích đức mới hậu tầm long. Hiểu câu này không? Không hiểu luôn hả? Tiên tích đức hậu tầm long là trước tiên phải lo mà tích công đức phước báo đi, làm thiện cho nhiều vô. Hậu là sao? Mới đi tìm long mạch, mới nhờ thầy đến đây coi long mạch ở đâu cho nó phát lên, giàu lên. Mà tiên không tích đức thì hậu tầm long có ra không? Đừng có kiếm rồng, kiếm cũng không có nữa, đừng nói rồng. Ta nói đi tầm cái long mạch cho nó khơi nguồn, cho nó sanh khí giàu có lên. Tìm đâu ra? Tâm chưa thiện thì phong thủy vô ích. Cho nên bây giờ quý vị phải làm sao cho tâm mình nó hiền thiện. Tu mà giữ quá trời luôn, đúng không? Tu là gì? Tu là sửa cho mình bớt khổ, tu theo lời Phật độ chúng sinh, tu là cố gắng thực hành, tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Tu sao phải thật là hiền, tu là để dứt nỗi niềm trong tâm, tu là sửa đổi mê lầm, tu là bỏ hết cạnh tranh với người. Tu là nhẫn nhịn ai ơi, tu là cõi phúc đời đời yên vui. Tu riết là giữ thấy mồ luôn, đụng đến giận, đụng đến sân, đụng đến thị phi liền. Cho nên phải nhớ là tu sao phải thật là hiền. Nhìn xuống thấy những gương mặt hiền khô không à. Đừng có cái kiểu mà đi chùa rồi sân si cho nhiều vô, đời sau sanh ra xấu như bà Trần vậy đó. Lúc đó hỏi sao tôi xấu? Tự biết thôi, nhân nào quả đấy mà. Người ít lòng sân hận thường đẳng phước đoan trang, dung sắc đẹp dịu dàng được nhiều người yêu mến. Đi đâu ta ghét cái đó à, biết rồi. Tự hiểu đi, không cần thầy nhắc nhở nữa. Đi đâu mà ta không nhìn mặt mình ta không ưa, đụng tới giận, đụng tới sân, đụng tới la ó ôm sờm thôi, thừa biết kiếp sau sanh ra xấu quắc. Đức Phật dạy tiếp, đối với cha mẹ ngoài vấn đề phụng dưỡng vật chất ra, chúng ta còn phải lo về mặt tinh thần. Mình mà đưa tiền cho cha mẹ mà về quăng cục đó, tiền đó xài đi thôi, xài không vô, phải không nè? Đạo hiếu với tâm tánh mới thật thà, lòng thành khẩn nữa. Đức Phật ngày dạy cha mẹ là thầy đầu tiên, rồi cha mẹ là bậc đáng cúng dường. Mà mình cúng dường kiểu đó sao thấy có đáng gì đâu. Đưa tiền mà cái mặt chầm bầm vậy đó, mà đưa tiền ra làm gì cũng lo cho gia đình mình với ai mà không vui. Cho nên ngoài vật chất ra còn phải lo cha mẹ về tinh thần. Mà Đức Phật ngày dạy cho dù một bên vai cổng cha nghe, một bên vai cổng mẹ nghe, đi sát suốt cả cuộc đời này nghe, lo mẹ những cái món ăn ngon vật lạ nghe, đầy đủ không thiếu cái thứ gì hết á.
Cho dù cha mẹ có đại tiện tiểu tiện lên người chúng ta đi nữa thì công ơn chúng ta cũng chưa trả hết cho cha mẹ. Cho nên khi mà có tiền, đầu tiên chúng ta phải làm là sao? Trả nợ cũ về mà lo cha mẹ đi. Thứ hai là tạo nợ mới lo cho con cái. Thứ ba là đổ hố sâu phải lo cho mình nữa. Thứ tư là chôn của để dành mới đi làm từ thiện. Dỗ cha thì xem nhẹ, nuôi mẹ thì không, mà vợ lẫn chồng đi làm từ thiện là thôi không giống ai hết. Thấy không nè? Phải lo cha mẹ trước. Vì mình công ơn của cha mẹ mình như trời như biển trả hoài không hết. Mà đặc biệt nha, Đức Phật này nói có một sự trả hiếu cao thượng nhất. Đó là cha mẹ chưa biết đi chùa, mình làm sao tạo điều kiện bằng mọi cách, dụ dỗ cũng được, năn nỉ cũng được, cho tiền cho bà cũng được, miễn sao cha mẹ đi đi chùa. Cha mẹ chưa quy y, ráng làm sao thuyết phục, năn nỉ quỳ lại khóc lóc giáng sinh, làm sao cha mẹ biết quy y. Rồi cha mẹ biết quy y rồi, cha mẹ không có điều kiện làm phước, tạo điều kiện cho cha mẹ làm phước. Đó mới là cái sự trả hiếu cao thượng nhất. Vì sao? Vì cha mẹ không ăn đời ở kiếp với mình đâu. Khi cha mẹ về già thì không còn bao lâu nữa đâu, theo ông bà rồi. Mình không thể nào mà chui vô hòm theo cha mẹ qua bên kia mà lo được. Cho nên mình tạo cho cha mẹ, tạo phước báo, tạo công đức. Vì một người khi mà ra đi thì mang theo cái gì? Phước đức. Không mang theo được gì hết. Mà cha mẹ ra đi mà cha mẹ mang theo phước đức ra đi thì cha mẹ có phước mà gì? Mà sai. Mình đâu có gửi tiền qua bển được đâu. Phải không nè? Cho nên cha mẹ có phước rồi thì cha mẹ mặc sức mà sai. Có đức thì mặc sức mà sai. Đó mới là người con có hiếu. Thôi hết giờ rồi. Tiếng 20 phút. Cho nên giờ kết thúc ở đây. Rồi giảng tiếng đồng hồ chứ hợp đồng rồi. Giảng hơn nữa rồi, đâu có được gì đâu. Hẹn kỳ sau. Cái này là gọi là nghệ thuật làm ăn. Trong kinh doanh á, làm ăn mà giữ khách hàng hoặc là giữ mối là đây. Giảng lúc nào cũng không bao giờ hết. Để chi vậy? Giống như phim truyền hình thì nó nhiều tập. Coi hết tập này cái nó hết người ngang hông rồi đó. Mà nó hết nó cũng lựa cái khúc hay nó hết nha. Để chi vậy? Ngày mai ta đón xem tập 2. Giảng sư mà giảng kiểu này để chi vậy? Lần sau mà nghe sư Chánh Định về giảng nó mới đầy chùa được. Chứ mà mỗi lần sau Chánh Định giảng có leo que mấy người à. Vì người ta muốn nghe nữa thì ta phải canh chờ thông báo. Đó, hết điện luôn rồi đó. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì hôm nay Chánh Định gửi đến quý vị tựa đề rất là dễ nhớ là chữ hiếu trong đạo Phật qua cái câu kinh đọc lại nghe. Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Thuộc chưa? Chưa. Khó thuộc lắm. Bây giờ xin mời bên A nhớ dùm hai câu, bên B nhớ dùm hai câu là dễ nhất. Rồi bên A và bên B ráp lại thành bốn câu. Hiểu. Mời bên A học hai câu nghe. Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất là Phạm Thiên bác ái trong nhà. Nhắm mắt lại lâm râm niệm đi. Bên đây là tiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Mời bên A bắt đầu. Lại cha mẹ bậc thầy thứ nhất 2, 3. Bên B. Vỗ tay chúc mừng mình đi. Trời ơi. Làm lại là nữa nghe. 2, 3. Gì kỳ vậy? Không có ngọt ngào vậy trời vậy.
Nói cha mẹ phải nói tận đại lòng, phải có tâm hồn ở trọng đàng hoàng. Đọc như đọc sớ vậy đó. Làm lại, lại cha mẹ bậc thầy tước chức, 2, 3. Mời bên B. Rồi ráp lại cho gọn nghe, tự động rồi, 2, 3 bắt đầu. Mạnh B. Wow, hoan hỷ quá, cho tôi chúc mừng mình đi. Mai mốt mà đi giảng pháp bắt đầu nhớ mình đi cả hai đội luôn, cái đầy đủ á, mới ráp lại mới được chứ đi một bên là thiếu á. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thôi thì chánh định xin khép lại ở đây. À, trước khi dứt lời thì cho phép chánh định nói lời cảm tạ niệm ơn đến hòa thượng trụ trì chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu Quan Trai ngày hôm nay, đặc biệt là toàn thể quý Phật tử xa gần thương mến của chánh định đã có mặt trong buổi lễ hôm nay, giúp cho chánh định có một cái buổi giảng vô cùng thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử, thì các vị hôm nay có một buổi thính pháp thật là an lạc không ạ? Kính bạch trên thượng tọa, thì cho phép con thay lời của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Bổ Liên, cũng như là toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng khóa tu an lạc một ngày. Thật là hạnh phúc khi được nghe những pháp âm vi diệu của thượng tọa trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, cũng như là được một bài pháp thật ý nghĩa, và song song đó thì cũng như một trận mưa pháp và mưa ngoài thế gian để gọi mát cho hàng Phật tử. Giờ này đây thì bài pháp đã thành tựu. Chúng tôi xin mời toàn thể của Phật tử đồng chắp tay hướng về thượng tọa giảng sư. Chúng con thành kính niệm ơn và kính nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho thượng tọa giảng sư thật nhiều sức khỏe, tâm khỏe, thân an, và mãi là hàng cây đại thọ để che mát hàng hậu học chúng con nương về giải thoát. Vào giờ này, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy, cung thỉnh thượng tọa niệm hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh yêu.